Em xin chào tất cả cô chú anh chị em nhé. Trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương. Địa chỉ của em là 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, phường 4 anh em nhé. Thì hôm nay là thứ bảy anh em, hôm nay là cuối tuần ha. Thì hôm nay công việc cũng hơi nhiều, em cũng dọn được mới máy ha, cũng đóng hàng đi cho anh em rồi ha. Anh em nào mua máy thì em đã đóng hàng hết trơn cho anh em rồi nha. Còn anh em nào mà tin tưởng thì cứ liên hệ em mà liên hệ em ha. Còn mà anh em chưa tin tưởng thì cứ xem theo dõi kênh em, mà khi nào mà ưng ý con máy nào thì cứ liên hệ em ha. Rồi, anh em nào thiện chí nào mà muốn mua con máy nào thì cứ điện trực tiếp gặp em ha, báo giá cho anh em ha. Đồng ý thì em cọc em đóng về cho anh em ha. Máy em giao cho anh em là bao ship hết trơn anh em nha, bao ship bao nổ đầy đủ đồ ha. Đấy. Từ trước đến nay thì cái vấn đề mà bao ship cho anh em là bán không máy nào thì em đóng hàng ship là em chịu hoàn toàn trách nhiệm nha. Anh em không phải chịu một phí gì nữa anh em nhé. Kênh YouTube của em là Máy Dầu Dương ha. Zalo của em cũng là Máy Dầu Dương. Số điện thoại em là số điện thoại là số anh em cọc máy thường xuyên anh em nhé. Thì hôm nay thì nó có dọn được mấy cái máy hơi hề anh em. Máy cũng đẹp đẹp, xấu xấu cũng có ha. Thì anh em nào cảm thấy ưng ý con nào thì làm con đó ha. Anh em nào tin tưởng cứ điện thoại liên hệ em ha. Còn anh em nào mà chưa tin tưởng thì cứ từ từ xem kênh một thời gian rồi mua cũng được nữa ha. Còn chưa biết về máy nào thì cứ liên hệ em tư vấn cho. Đấy. Bây giờ em cũng vào việc luôn ha, quay review cho anh em xem ha. Con này Mitsu 7 anh em ha. Mitsu 7 ha. Máy thì lốc lắc còn cũng ok, nhưng mà áo nó hơi xấu anh em nhé. Cái mặt sau của máy đẹp lắm anh em ơi. Cái mặt đằng sau của máy này ha. Đằng sau đẹp lắm. Từ cái nắp bánh trớn đằng sau rồi nước sơn nguyên zin. Đảm bảo ok cho anh em ha. Mitsu 7. Dòng này là dòng Mitsu anh em nhé. Bơm nhất đuôi ha. Con này bơm nhất đuôi, anh em nào bơm nước là nó chốc, lấy nhất đuôi chạy là ok ha. Còn bơm nhất đầu mà anh em xài bơm nước thì nó phải đủ nhiều nhất một chút xíu ha. Đấy. Con này là con Kubota E7 có đề anh em ha. Con này hôm dài giờ em giao cũng rất là nhiều rồi ha. Giờ còn con hai ba con gì nữa ha. Anh em nào cần cứ liên hệ ha. Kubota E7 ha. Đấy. Đây là Kubota EA8 anh em nhé. Máy cũng loan keng đẹp đẹp không anh em ha. EA8. EA850 này lốc lắc thì đẹp, nhưng áo nó hơi nhăm nhăm anh em ha. Lốc đẹp lắm. Lốc về rồi còn nguyên xi ha. Mitsu D700 bét kim. Con này D700 bét kim anh em nhé. Dòng này là cũng thuộc dòng chạy cũng rất là ok nha. Đấy. NFA D7 bét kim này. Có đề nè anh em. HA4 này, máy này nhỏ gọn anh em nhé, máy mini ha. Mitsu SD6 này. 8BS ha. Này là con EA10. NF80 có đề này. NFA D6 hàng VIP này. Đấy, có đề. Đó. Này là Kubota E8 này ha. E8 này ha. Máy cũng đẹp leng keng ha. E7 hàng ok, hàng VIP luôn đó anh em. E7 chửi nha. Đây cái này, hai cái này. Đấy. E7 như vậy còn có nhiều anh em còn chê nữa ha. Không biết chê cái gì nữa ha. Chê nó xấu. E7 mà anh em làm trong nghề nói E7 này mà không đẹp thì E7 nào đẹp nữa. Anh em làm trong nghề mới biết đẹp hay xấu thôi, còn mà anh em mà chưa quen mà nói máy này thiếu đồ tùm lum.
thì máy là mấy trụi nó vậy đó anh em ha, bên Nhật nó xài như vậy ha, chứ không phải là bọn em tháo đâu ha. Anh em nào mà muốn gắn thùng dầu thì em gắn thùng dầu lên nha, giá nó khác nữa ha. Ơ 8 này, Ơ 8 cùng thuộc hàng đẹp ha. Ơ 8 này đấy, cùng đẹp ha, chỉ có lỗi bình dầu tí xíu ha. NFAD5 bếp kim này, máy mini này, nhỏ gọn rất chất lượng ha. Con này Ơ 7 màu mè nó hơi xấu tí xíu ha. Đấy, oxy hải sản em là về nữa ha, về rất là nhiều ha, về hoài anh em. Dòng này thì cái này thì em bán giao cho anh em mối lái rất là nhiều ha. Ở đó 110 văn ma bây giờ anh em nhé, hai con này là hai con Mitsubishi D65 chủ nha, hai con này Mitsubishi D65. Đấy, em còn hai cái này anh em nào mua này. Đấy, cái này bị khách hàng vô tháo anh em nhé, nhưng mà là nó có sẵn á ha, ai tháo mất tiêu rồi ha. NX65 bạc đạn, Ơ 7 hàng VIP, hàng ok. Đấy, NFD9 ha, bếp kim Mitsu 11 ở đó 90 bao giờ. Con này là Kubota Ơ 6 anh em nhé, Ơ 6 nha, Ơ 6 hàng bây giờ rất là hiếm anh em nhé. Ơ 60 ha. Đấy, ok chưa? Mà cái máy này em đã vệ sinh sạch sẽ anh em nhé. Anh em về chỉ có là mua máy về là bị anh em chỉ đủ nhớt thay nước là xài thôi. Đấy, dây cua cái gì em kiểm tra hết trơn cho anh em mà ha, không phải làm cái gì nữa hết trơn, vậy để là chạy thôi. Con này Ơ 6 này, Ơ 6 về không có bù lửa anh em, biết bên Nhật nó xài bù lửa này ha, cúp xuống này ha. Đấy, gin của nó về như vậy anh em nhé, không phải là em ấy thôi nha, được chưa? Đấy, con này thì màu mè không được đẹp lắm đó nha, con này Ơ 6 nha, màu mè nó hơi xấu chút xíu ha. Nước còn nguyên si ha, anh em nào mua liên hệ ha. Này là Mitsubishi 95 này ha, áo nó hơi xấu chút xíu ha. Kubota Ơ 7 thì em review cho em anh em như vậy nha, chút xíu em để test cho anh em ít cái cho anh em xem ha. Này là Kubota Ơ 750 bếp kim anh em nhé, Ơ 750 bếp kim, máy này cũng còn khá là đẹp ha, nó cho chóc nước sơn này chút xíu ha. Thì hàng Nhật Bản thì nó có cái này cái kia anh em nhé, chứ không phải là hoàn hảo 100% là nước sơn phải láng bóng ha. Có nhiều ông chú điện chưa biết mà máy Nhật Bản nó có máy nào tầm cỡ 99%, 99% là máy mới trong thùng rồi, máy Nhật Bản làm gì có 99% ha. Nó tầm cỡ 90% là giữ rồi ha, 90 95%, 80 hầu như 80 ha. Các bạn là chất lượng của nó thôi, chứ còn màu mè ngoài thì nó bộ bại vậy, nhiều khi nó anh em thông cảm đi. Con này cũng rất là thùng dầu ok này ha. Con này là con Noda C800 ha. Con này là 8 BS ha, 8 ngựa anh em nhé, 8 ngựa. Giá con này cũng rất là ok cho anh em xài, đằng sau còn đẹp lắm anh em ha, dè bụng ha. Đấy, mặt trước này nước sơn ghi nó còn nguyên si ha. Chút xíu em sẽ test cái con này cho anh em xem ha, nó chạy như thế nào ha. EG80 nè, con này là Kubota GA150 ha, màu mè nó cũng hơi xấu anh em nhé, màu mè nó cũng hơi xấu nhưng mà chạy thì ok lắm ha. Này là EA10
Đây còn 750 bếp kim nữa này. Con này chưa có dọn anh em, con này đẹp lắm anh em ha. Con này cực kỳ đẹp luôn ha. Chưa dọn vậy là quá đẹp rồi ha. Đấy. Thì anh em nào cần những cái máy gì thì liên hệ trực tiếp em nhé. Bây giờ em sẽ test cho anh em xem một số máy ha. Trước tiên mình test con mic số 7 này nha anh em xem nhé. Mic số 7 này. Đấy, đằng sau nó đẹp lắm ha. Em nó chỉ mỗi tội là cái áo này hơi xấu này, nó bỏ trên bãi nha. Thùng dầu là bao anh em sáng nha. Cái thùng dầu này bao anh em sáng trong nha. Em không có đèn dội cho anh em xem ha. Thùng dầu thùng nước em bao cho anh em ha. Con này cho anh em chốt 5,5 triệu anh em nhé. 5,5 triệu ha. Giá báo cho anh em là giá ship luôn cho anh em rồi đó ha. Anh em chỉ bỏ 5,5 triệu thôi ha. Là có máy ha. Test cái máy này cho anh em xem ha. Nó chạy như thế nào ha. Ok ha. Chê cái dàn áo này thôi anh em nhé. Máy là ok. Đó, anh em nào mà tin tưởng thì cứ liên hệ trực tiếp. Quá dầu ha. Rất là nhạy ha. Tiếp đến em test cho anh em con 8750 bếp kim hai anh em nhé. Ok anh em nhé. Máy chạy vậy thôi chứ. Con 750 bếp kim chốt cho anh em giá 13,5 triệu ha. Con này Noda dòng Kubota C800 này, 8BS ha. Chốt cho anh em giá 6 triệu ha. Anh em nào mua thì liên hệ ha. Test cho anh em con EA8 nha. Nãy giờ có một ông anh hỏi con EA8 ha. Em test con EA8 này cho anh xem ha.
Ok anh em nhé. Rồi chốt cho anh em 10 giờ rưỡi ha. Anh em nào mua liên hệ ha. 10 giờ rưỡi ha. Kubota E7 nè. Cho con E7 này nó khóc chút xíu. Rồi em test cho anh em xem con này nữa ha. Ok thì anh em nào cứ liên hệ ha. Ok. Giờ này cũng hơi muộn anh em nhé. Rồi em chắc em xin phép anh chị em mình nhé. Em dừng video tại đây ha. Anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, miền Sóc Trăng anh chị em mình nhé. Em chào tất cả cô chú anh chị em mình nhé. Hẹn anh em clip ngày mai anh em nhé.